ma túy, nhựa. Không bao giờ gọi là hết cái độ hot của nó các bạn. Đây ở trên bàn mình đang là một con PC75B Plus phiên bản The Elder Tiger của Aco. Dĩ nhiên là con này có thêm hai phiên bản màu trắng và màu đen nữa. Tuy nhiên là ở đây mình chỉ mượn được phiên bản màu đỏ thì các bạn, phiên bản đặc biệt nhất. Và thiệt ra khi mà mình mới nhìn con bàn phím này là mình đã nghĩ là Aco vẫn là Aco thôi. Một Aco mình từng biết. Có thể là họ làm tốt về một cái gì đó, nhưng mà những cái cốt lõi của một con bàn phím cơ để mà các bạn có thể làm lại, custom lại cho nó ngon hơn thì chưa thực sự là tốt. Tuy nhiên sau một khoảng thời gian mà mình cầm con này và mình mở ra, mình vọc vạch và mình có làm lại thì nó thay đổi suy nghĩ của mình luôn. Và cái suy nghĩ của mình bây giờ, đây là một trong con bàn phím cơ thay thế những con bàn phím custom mà các bạn mua sang tay hoặc là sách tay hoặc là mua Trung Quốc hay là Lazada, Shopee gì đấy, rất là hoàn hảo. Và lý do tại sao mình lại nói như vậy thì hôm nay thì mình sẽ làm rõ cho các bạn những cái lý do. Bắt đầu nha. Thì như thường lệ thì mình hay nói tới cái ưu điểm trước đúng không các bạn? Nhưng mà cái con này thì mình phải nói tới khuyết điểm trước. À, đây là cái mà các bạn mới unbox ra thì các bạn sẽ thấy ngay nè. Mình không cần phải nói bằng lời đâu, để mình làm cho các bạn nghe luôn ha. Đó, là khi mà các bạn bóp vào cái con này ở trên hai cái phần cạnh trên dưới á, bạn sẽ thấy nó hơi ọp ẹp. Đó, có hai bên cạnh, hai bên đây ha, nó không ọp ẹp. Tương đối là cứng cáp. Và con này nó hơi flex à, các bạn bẻ thì bạn sẽ thấy nó hơi flex. Đó. Đấy, lý do tại sao thì chút xíu nữa mình sẽ nói cho các bạn nha. Và đó cũng chính là cái cảm giác của mình khi mà mình mới khui con này ra khỏi hộp luôn. Cầm lên trên tay thì mình thấy nó hơi ọp ẹp thiệt. Đây là cái mà các bạn sẽ thấy ngay. Đó. Và cái thứ hai đó chính là con này tặng cho các bạn phụ kiện tương đối là sơ sài. Như là Aco bình thường các bạn mua những cái con bàn phím của họ về thì bạn sẽ thấy là họ sẽ tặng cho các bạn ngoài những cái rất là đơn giản như là key puller, switch puller nếu như có hot swap, tặng thêm cho bạn dây USB C to A thì họ sẽ tặng thêm cho bạn một cái bắt keycap để thay thế đúng không? Nhưng mà riêng đối với lại PC75B Plus thì không có. Kể cả bản trắng đen hay là phiên bản này thì cũng không có các bạn. Bởi vì nhìn chung á, mặc dù là một phiên bản màu đỏ đẹp đúng không các bạn? Đẹp chứ, keycap nó ngon mà. Nhưng mà những cái phần mà in hình như thế này nè, nó lại không hợp gu của mình lắm. Mình cũng muốn thay đổi chút xíu nhưng mà trong hộp thì lại không có, nên là một cái đáng tiếc. Rồi, và cũng như là họ tặng cho bạn thêm một cái key puller nhưng mà lại không có switch puller. Mặc dù là con này có hot swap thì thiệt ra thì mình thấy cũng hơi sơ sài thiệt. Và cái cuối cùng đó chính là con này nó không có chỗ cất USB receiver, mặc dù là nó có USB receiver. Còn chỗ nào để chê nữa không các bạn? Hết. Và nếu như các bạn nhìn vào mức giá của con này thiệt ra cũng không có gì để chê nhiều. Và lý do tại sao mà mình lại nói đây là một con bàn phím thay thế hoàn hảo cho custom. Thì cái đầu tiên mình có phải nói cho các bạn ngay á, là phải nói là cái đòn giáng khá là mạnh vào những cái con custom keyboard thời điểm hiện tại, đó chính là cái mình thấy cái layout của nó thời thượng thiệt. Cái layout của con này á là layout 75% và có núm. Các bạn thấy xu thế bây giờ nếu các bạn ở trong những cái hội bàn phím cơ thì bạn sẽ thấy là anh em lựa chọn những con bàn phím cơ có núm rất là nhiều. Mình nói đơn cử thôi, bây giờ bạn sẽ có những cái con như là NJ80 AP phiên bản mới nè, NJ80 phiên bản cũ nè, hay là những con như là IK75 với pin rất là trâu, hay là bạn sẽ có những con Nextime 75 LED rất là đẹp. Rồi bạn sẽ có những con VN66 hay là những con MK80. Đấy, rất là nhiều. Và kể cả Aco họ cũng có những con có núm nữa, như là Mod 007 các bạn. Đúng không? Toàn là những con có núm thôi. Và các bạn thấy là bây giờ xu thế anh em cũng hướng tới những con như này tương đối là nhiều. Và Aco bây giờ đã ra mắt con PC75B Plus, và cũng như là có thêm một con nữa là con 5075B. Đấy, thì nó cũng sử dụng núm luôn. Và đây là một trong những con như vậy, thiết kế rất là thời thượng các bạn ha. Và cái thứ hai đó chính là nó có một cái chất build không mấy là ấn tượng đâu, nhưng mà phải nói là cái vật liệu cũng là cái độ hoàn thiện của nó thì rất là tiện nha anh em nào là modder. Ngon ấy. Cái gạch đầu dòng đầu tiên đó chính là con này nó sử dụng level top mount. Nghe nó lạ các bạn, thì mình mới chỉ nghe top mount rồi sandwich mount rồi gasket mount hay là PCB mount các thứ. Nhưng mà riêng đối với con này thì nó lại sử dụng cái thuật ngữ là level top mount. Tức là bây giờ cái PCB của các bạn sẽ được giữ lại bằng cái top này nè, top cây này nè các bạn. Và nguyên mỗi con bàn phím này các bạn chỉ tìm được đúng duy nhất một con ốc để bắt cái PCB vào bên trong cái phần bottom thôi. Hết. Còn lại là không có một cái con ốc nào khác nữa. Và nguyên một con bàn phím này nó được hoàn thiện bằng nhựa polycarbonate, kể cả phần cây cũng như là kể cả cái phần plate của nó luôn. Cho nên đó là kết hợp cả hai cái gạch đầu dòng này thì bạn sẽ thấy là cái lý do tại sao mà ở trên đầu mình có nói đây là một con bàn phím tương đối là flex và cũng như là hơi ọp ẹp. Bởi vì cái chất liệu nhựa polycarbonate này nó tương đối là mềm dẻo.
Và nếu như các bạn nhìn qua cái chỗ này thôi á, thì bạn sẽ nghĩ là nó cũng chả có gì là ngon đâu. Nhưng mà thiệt ra với cái lợi thế của polycarbonate thì cái âm của con bàn phím này ở stock thôi nha, nó đã rất là đều với con phím rồi. Và âm con này khá là mềm, cho nên là bạn chỉ cần mod lại chút xíu những cái vật liệu mà nó nổ tí thôi là cái âm nó sẽ hay. Chút xíu mình sao test cho các bạn nghe. Và cái gạch đầu dòng cuối cùng đó chính là nó sử dụng là keycap PBT Double Shot hoặc là PBT Daisub. Đối lại cái con phiên bản màu đỏ nằm ở trên bàn mình đây, nó sẽ sử dụng PBT Daisub keycap với profile là JDA. Mình chưa nghe cái profile này bao giờ, hơi lạ. Có lẽ là tên gọi riêng cho một cái keycap mà nó có in hình Daisub như thế này thôi. Còn phiên bản trắng và đen thì bạn sẽ có được PBT Double Shot sử dụng profile của Aco là ASA. Đấy, nói chung là một cái bộ keycap rất là chất lượng mà mình nghe âm cũng rất là ưng, các bạn tí sau test luôn nhé. Và cái yếu tố thứ ba mà mình nói đây là bàn phím thay thế được những con custom keyboard bạn mua được trên thị trường, đó chính là nó lót sẵn foam tất cả những cái chỗ mà các bạn có thể nhìn thấy luôn á. Như là bình thường các bạn sẽ thấy là có bottom foam, bottom case foam, tức là họ sẽ lót ở phần đáy, thì con này nó lót bằng silicone foam, một cái tấm foam rất là dày luôn và gần như không chừa lại một cái phần nào rỗng hết á. Và cái foam silicone này nó tiêu âm rất là tốt. Và các bạn thấy là xu thế bây giờ anh em sẽ thường hay mua silicone lỏng về để đổ vào cái phần bottom case, và con này anh em không cần phải đổ, không cần phải làm cái điều đó, bởi vì nó fit sẵn rồi, cắt sẵn cho bạn luôn. Rồi ở trên PCB thì bạn sẽ có được một cái lớp foam EVA, đây là foam mid. Rồi còn lớp foam PCB họ sẽ sử dụng cũng là silicone foam luôn. Thì hai cái vật liệu này thiệt ra nó không phải là cao cấp nhất đâu các bạn, cho lại cái tiếng âm mềm và cũng như là talky nổi nhất đối với lại cái gu của mình ha. Nhưng mà nhìn chung ở đây là hai cái vật liệu nó tiêu âm tốt, cho nên đó là trên con bàn phím này sử dụng cái switch là wide red đi thì nó không có nhiều ý nghĩa, tại vì mình cái con wide red này thiệt ra đáng lẽ nó phải thấp, nhưng mà khi mà lót cái phần PCB foam là silicone vô á thì nó bị tiêu mất âm đi, và nó sẽ có ý nghĩa với phiên bản trắng và đen sử dụng những cái phiên bản switch đến từ Chellie. Còn á là đối với cái con này thì mình đã chọn cái cách là mình tháo cái foam PCB ra và mình thay bằng PE foam. Chút xíu nghe nó hiệu quả như thế nào thì xin mời anh em nghe qua cái đoạn sau test. Còn bây giờ thì vẫn còn một cái yếu tố nữa mà mình cho rằng nó rất là lợi thế so với lại những con custom keyboard khác, đó chính là về mặt tính năng. Cái phần tính năng á là một cái mà mình cảm thấy tương đối là wow trên con này, thì mình cứ nghĩ ở đây là một con bàn phím chỉ có một mod thôi, nhưng mà đọc vào thông số thì đây là một con bàn phím 3 mod. Thì con này nó sử dụng USB receiver nè, Bluetooth 5.0 và sử dụng kết nối có dây luôn các bạn. Tốt chứ. Và kết nối Bluetooth thì nó có thể kết nối được với 3 thiết bị. Đấy. Và các bạn sẽ thấy con này nó trang bị thêm cả LED đáy. Nó hắt qua cái phần viền luôn, tại vì nguyên mỗi con này làm bằng chất liệu là polycarbonate, cho nên là LED con này tương đối là đẹp nếu mà bạn mua cái phiên bản màu trắng ha. Nhìn nó nhìn mắt lắm, đúng kiểu đèn ngủ ấy, nhưng mà có núm ấy. Và cuối cùng đó chính là về cái phần núm. Núm con này thì là núm hai chế độ nha các bạn nha, không phải là chỉ có thể tăng giảm âm lượng không thôi đâu, mà cái núm này có thể tăng giảm được LED luôn. Thì các bạn khi mà bạn bấm vô một cái ấy, thì không phải là play pause bài, mà là bấm vô một cái để nó chuyển chế độ sang là chỉnh LED. Rồi bạn bấm một cái nữa nó sẽ chuyển sang chế độ là tăng giảm âm lượng ở trên hệ thống của bạn. Và cuối cùng đó chính là con này, nếu nhìn sang cái phần đáy đó, bạn sẽ thấy là có một cái cần gạt tương đối là bé bé xinh xinh. Và đây cũng là cái cần gạt để cho các bạn bật tắt các chế độ hỗ trợ Windows hoặc là Mac OS. Đấy. Nên là theo như mình thấy á, là con này nó giống như là một con Keychron Live với là một con bàn phím custom vậy. Vậy thì sau khi custom xong, con này nghe âm nó có hay hay không? Xin mời các bạn nghe qua cái phần sau test con này stock và đã mod của mình.
Và đấy, các bạn cũng vừa mới nghe qua cái phần mình sao test xong. Thì thiệt ra con này á, mình phải nói với các bạn là mình mất rất là ít thời gian để mod lại cho nó. Tất cả những gì mình làm cho nó ha là chỉ có 3 cái thôi. Thì đầu tiên là mình tháo cái PCB con này ra, mình lót lại một cái lớp PE để cho tiếng nó nổ hơn nè. Và xong mình có tape mod lại để cho cái tiếng nó gom hơn, và cũng như là nó không có bị leak xuống dưới cái phần mặt đáy. Và bên cạnh đó là mình cân lại wire cho con này. Mình chỉ việc bỏ vô cái đe, cái xong rồi mình vặn chỉnh lại nó thẳng băng lại, xong rồi mình gắn vô trong đây. Mình xài Permatex, mình lúp lại chút xíu. Thế là ngon, chả có gì để chê luôn các bạn. Rất là ít bước để mình có thể mod lại con này. Và vì bởi á, cái switch ở trên đây là wired nè, thì họ đã lúp sẵn bằng tay ở trong nhà máy rồi. Cho nên đó là cái con switch này nó tương đối là mượt, cho nên các bạn không cần phải lúp lại. Còn nếu như đối với bạn này khó tính chút xíu và bạn thích cái âm nó phải trầm hơn, thì bạn có thể hoàn toàn lúp lại bằng 205G0 hoặc là 205 để cho cái switch của chúng ta khi mà đập xuống cái bottom out của nó đỡ bị đanh hơn chút xíu. Nhưng mà đối với mình thì switch này sau khi mod lại, cái tiếng như thế này là đã ngon rồi, vừa nổ và cũng có chiều hướng hơi talky, và tiếng nó như thế này cũng hơi tí tách chút xíu, nghe nó cũng được. Đấy, và đó là tất cả những gì mà mình chia sẻ cho các bạn về Aco PC75B Plus phiên bản Year of the Tiger này. Thực ra đối với mình đây vẫn là một con bàn phím có khuyết điểm, không phải là một con bàn phím hoàn hảo. Nhưng mà trong tầm giá từ 2.3 triệu đối với lại con trắng và con đen cho tới 2.7 triệu thì thiệt ra đây vẫn là một cái phiên bản bàn phím rất là đáng để cho các bạn lựa chọn và trải nghiệm. Tháo lắp thì dễ này, rồi không cần phải mod lại quá nhiều, và cũng như là cái base của nó cũng đã rất là ok, rất là nhiều foam, các bạn không cần phải mất công đắn đo ngồi suy nghĩ là bây giờ mình là phải lót lại cái foam như thế nào, mua ở đâu, mất công đi kiếm, đúng không? Đó. Còn các bạn như thế nào? Bạn nghĩ gì về con bàn phím này, và các bạn có đồng quan điểm với mình hay không? Hay là có những con bàn phím khác trong tầm giá này mà các bạn muốn mình review thử và cũng như là mod lại thử, thì các bạn để lại comment phía bên dưới nha. Mình sẽ cố gắng để tìm hàng demo về để mod lại và cũng như là sao test cho anh em nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Đừng quên để lại một like, một share và subscribe nhận được sự ghi nhận cho công sức của mình. Còn bây giờ thì bye thiệt. Peace.